Chào tất cả các bạn thân mến, Vân rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích về làn sóng đầu tư tại Bắc Vân Phong năm 2021. Cảm ơn các bạn rất nhiều với những sự tương tác trong những ngày vừa qua. Cần những cái câu hỏi gì thì các bạn có thể comment vào đường link fanpage Thanh Vân BDS ở phía dưới. Vân sẽ hỗ trợ và giải đáp cho tất cả các bạn nhé. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau phân tích đón làn sóng đầu tư tại Bắc Vân Phong năm 2021. Để tiếp nhận làn sóng dịch chuyển đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn Liên Thái Bình Dương đề nghị được bỏ kinh phí làm quy hoạch khu kinh tế Bắc Vân Phong của tỉnh Khánh Hòa. IPP muốn chi tiền để lập quy hoạch. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, khu kinh tế này có tổng diện tích là 150.000 ha, trong đó có 70.000 ha mặt đất và 80.000 ha mặt nước, bao gồm có hai khu là Bắc Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh và Nam Vân Phong ở thị xã Ninh Hòa. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương cho phép tạm dừng công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng của khu kinh tế Vân Phong. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ thì cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có ý kiến. Về việc kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cho phép thực hiện đấu thầu rộng rãi để lựa chọn các nhà đầu tư. Tuy nhiên, qua rà soát quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 khu vực Bắc Vân Phong chưa đồng bộ với quy hoạch chung của khu kinh tế thì đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định 380 về diện tích và chức năng đô thị. Đây là những cái điều rất tuyệt vời mà nếu như ai đang định đầu tư Bắc Vân Phong thì chúng ta hãy cùng nhau nắm rõ nhé. Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là bố trí kinh phí để lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết để bảo đảm đủ căn cứ pháp lý kêu gọi đầu tư nhưng chưa được bố trí. Vì vậy, đến nay chưa thể triển khai thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn IPP cho biết khu vực phía Bắc, khu kinh tế Vân Phong đã được IPP nghiên cứu cách đây 2 năm. Dự kiến là lượng vốn đầu tư ở khu vực này lên khoảng 40 tỷ đô. Tuy không thể chi 40 tỷ đô cùng một lúc nhưng IPP có thể kêu gọi các nhà đầu tư lớn ở nước ngoài đầu tư theo những lĩnh vực thế mạnh. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn xin phép được trả tổng chi phí khoảng 68 tỷ đồng để thuê một đơn vị lập quy hoạch cho khu vực Bắc Vân Phong. Nếu sau này không đủ điều kiện làm thì ông cũng đồng ý. Từ đồ án này ông có thể gọt rũa theo đúng cái ý của địa phương và ông mong rằng sau này sẽ hình thành thì sẽ cho các nhà đấu thầu vào và đấu giá rõ ràng, đưa ra các cái tiêu chuẩn rõ ràng cho các nhà đầu tư tham gia. Và đặc biệt là khu vực Bắc Vân Phong này cần phải được xã hội hóa. Đại diện tập đoàn KPMG của Hàn Quốc chuyên quy hoạch các đặc khu kinh tế trên thế giới đề xuất ý tưởng quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong, trong đó tập trung cho du lịch, nghỉ dưỡng, khu vui chơi, giải trí, casino, tầm tài chính, tầm cỡ quốc tế. Khu dân cư, công nghiệp, bệnh viện, trường học để đảm bảo nguồn nhân công phục vụ công nghiệp, cảng biển phục vụ vận tải, tàu quốc tế. Ngoài ra, quy hoạch hướng đến hệ thống môi trường xanh, ngành hậu cần đa chức năng, cơ sở hạ tầng năng lượng, nước sạch, viễn thông, sân bay, đường bộ kết nối. Sau dịch Covid thì các tập đoàn đa quốc gia đang có dự định là dịch chuyển khỏi Trung Quốc và về Việt Nam là điểm đến mà họ mong muốn. Việt Nam được đánh giá là ổn định, hội tụ các điều kiện về tự nhiên, xã hội, đặc biệt là khu vực Bắc Vân Phong. Một quan ngại của các tập đoàn đa quốc gia là nhân công có trình độ cao, công nghệ thông tin và giao thông vận tải. Đây là đại diện của KPMG đã đánh giá. Công ty của ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã tài trợ 5 triệu đô làm quy hoạch cho Bắc Vân Phong. Quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 51 năm 2005 với tính chất là khu kinh tế tổng hợp. Trong đó, cảng trung chuyển quốc tế container quốc tế giữ vai trò chủ đạo. Kết hợp phát triển khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gồm du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành kinh tế khác. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, khu kinh tế Vân Phong có tổng diện tích là 150.000 ha, trong đó có 70.000 ha mặt đất và 80.000 ha mặt nước, nằm trên địa bàn huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa. Lợi thế của khu kinh tế này là nằm ven biển, có cảng nước sâu, có thể tiếp nhận tàu chở trên 200.000 tấn, giao thông thuận lợi nhờ nằm trên giao lộ Bắc Nam và Tây Nguyên, cảnh quan du lịch phong phú,
đầy tiềm năng để có thể phát triển đa ngành, đa lĩnh vực gắn với kinh tế biển. Hiện nay, khu kinh tế Vân Phong có 158 dự án được cấp phép với tổng số vốn là 4,1 tỷ đô, trong đó vốn đã thực hiện là hơn 1 tỷ đô rồi. Tuy nhiên, do quy hoạch cũ có nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay, nhiều khu vực chưa được quy hoạch, gây khó khăn cho công tác thu hút vốn đầu tư nên cần phải có quy hoạch mới. IPP sẽ tài trợ khoảng 5 triệu đô để thực hiện quy hoạch khu vực Vịnh Vân Phong. IPP đã có bước chuẩn bị quy hoạch từ trước, do đó thời gian quy hoạch sẽ kết thúc sớm vào năm 2022 để trình chính phủ thông qua. Quy hoạch này sẽ gắn với khu vực Nam Phú Yên để phát huy cùng lợi thế kinh tế cũng như hai sân bay chủ lực là Cam Ranh và Tuy Hòa. Công ty dự kiến sẽ vận động thu hút khoảng 40 tỷ đô từ các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới đầu tư vào khu kinh tế Vân Phong. Sau khi làm việc với các công ty tập đoàn trên thế giới thì có khoảng 200 đơn vị đăng ký nghiên cứu, dự kiến sau khi quy hoạch hoàn thành thì sẽ thu hút khoảng 60 tỷ đô đầu tư. Và trên đây là những phân tích đón làn sóng đầu tư tại Bắc Vân Phong vào năm 2021. Cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã lắng nghe video cho đến giây phút này và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Vân. Mời các bạn hãy bấm like video, hãy bấm đăng ký vào cái nút màu đỏ bên tay phải để cùng nhau cập nhật chuỗi thông tin chia sẻ về giao dịch các loại đất nền, đất biển và hãy cùng Vân chia sẻ video này tới nhiều các nhà đầu tư hơn nữa nhé. Và các bạn có những câu hỏi gì thì mời các bạn hãy vui lòng comment vào cái đường link fanpage ở phía dưới. Vân sẽ hỗ trợ giải đáp cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối hàng ngày tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.